Trong một diễn biến khác, loạt trận tiếp theo của bảng 1 Ligue 1 đấu trường UEFA Nations League cũng sẽ tiếp tục diễn ra, trong đó cuộc đọ sức rất đáng quan tâm giữa Pháp và Croatia. Mặc dù được đánh giá cao nhất bảng đấu, thế nhưng cho đến lúc này Le Blues đang là cái tên gây thất vọng nhất khi sau 3 lượt trận mới chỉ có được 2 điểm và đang đứng cuối trên bảng xếp hạng. Rõ ràng với thực lực sẵn có, họ hoàn toàn có khả năng giành kết quả thuận lợi hơn trước những đối thủ như vậy. Thế nhưng động lực thi đấu chính là vấn đề của thầy trò huấn viên Didier Deschamps. Cũng chính vì đặc điểm như thế mà ở cuộc đọ sức tới đây họ cũng không nhận được nhiều sự tin tưởng cho khả năng tạo ra khác biệt. Chưa kể dù được trở về sân nhà nhưng nên nhớ là ngay trận mở màn của mùa Nations League năm nay, họ đã để thua 1-2 trước Đan Mạch. Vậy nên đây cũng không được coi là điểm tựa quá lớn. Đã thế sự khó khăn của đối từ phía đối diện khi mà Croatia sau những chệch choạc ở vòng mở màn đã dần lấy lại phong độ ở những trận sau đó. Cụ thể ở lượt trận đầu tiên họ đã để thua tới 0-3 ngay trên sân nhà trước Áo. Thế nhưng ngay sau đó đã kiếm được điểm từ trận hòa trước Pháp và mới đây đã gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 1-0 trên sân của đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Đan Mạch. Kết quả này đã đưa thầy trò huấn luyện viên Dalic tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 với 4 điểm. Chưa kể có một đặc điểm rất khó chịu của đội bóng Aquaro, chính là việc họ đang có phong độ rất cao ở những chuyến làm khách, nhưng 5 trận gần nhất đều thất bại, thậm chí còn thắng 4, nên đánh giá cho họ ở chuyến hành quân đến Pháp tới đây là tích cực hơn nhiều so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái vẫn xếp Pháp chấp tới 1 hòa ở trận đấu tới. Cần biết rằng, ở lần tiếp đón Croatia mới đây họ cũng chỉ chấp 1/2, ở lượt đi vừa rồi cũng chỉ chấp 1/4, vậy nên mức chấp trên đã cao hơn so với những lần gặp nhau trước đó của hai đội trong quá khứ, với hiện tại còn ấn tượng hơn nếu xét theo màn trình diễn của Le Blues. Chính vì thế, nên hy vọng chưa hẳn đã hết với họ ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng với phong độ nghèo nàn mà cả hai đội đã thể hiện thời gian qua, đánh giá cho khả năng họ tạo ra kịch bản tương bừng ở cuộc đọ sức sắp tới là không cao. Tuy nhiên trên thị trường, nhà cái vẫn xếp kèo tài xỉu khá cao so với điều kiện thực tiễn là 2/1/2, vậy nên vẫn có thể đặt niềm tin cho mốc trên của trận đấu. Chốt kèo trực tiếp trước giờ bóng lăn, truy cập